Xin chào các bạn, mình là Tấn Đạt. Mình là Phạm Hiếu. Và sắp tới là ngày 1/6 là quốc tế thiếu nhi rồi. Thì các bạn đã có những cái dự định cho con trẻ vào một ngày này chưa? Và nếu như những bậc phụ huynh nào mà không có thời gian để dẫn con đi chơi, thì mình xin giới thiệu cho các bạn một ứng dụng rất là hot trong thời gian hiện nay, Animo 4D. Nói xưa về cái ứng dụng này là đối với những bậc cha mẹ mà không có thời gian dẫn con sở thú á, thì cái ứng dụng này nó có rất là nhiều cái con thú trong này, như khỉ hay voi. Thì mình mở ứng dụng lên đây thì mình sẽ thấy được con những cái con vật này có tiếng con vật, rồi có tiếng của con vật đó, nó tương tác, nó tương tác rồi con vật đó nó tương tác với đồ vật, nó sẽ tương tác với đồ vật. Ví dụ như con khỉ rồi với cái chuối, thì con khỉ sẽ tự động ăn chuối. Để có thể sử dụng được ứng dụng này, bạn chỉ cần lên Play Store đối với điện thoại Android và App Store đó với điện thoại iOS để và tìm kiếm ứng dụng tên là Animo 4D và cài đặt trên thiết bị của bạn. Thì để sử dụng thì bạn chỉ cần tối thiểu là hai chiếc điện thoại, hoặc là một chiếc điện thoại, hoặc là một cái màn hình máy tính bảng hay điện thoại gì đó thôi. Thì cách sử dụng rất là đơn giản, bạn chỉ cần mở cái app đó lên trên điện thoại của bạn, và chiếc điện thoại hoặc là cái màn hình còn lại này sẽ lên Google và tìm kiếm với từ khóa là Animo 4D, thì sẽ có rất là nhiều hình ảnh về chuối nè, những cái động vật như khỉ nè, con ong nè, và chó hay là voi chẳng hạn. Và khi đó thì bạn đưa cái camera trên ứng dụng của bạn sát lên cái hình ảnh, thì những hình ảnh đó nó sẽ được tự động hóa thành những hình ảnh 4D, và lúc đó bạn có thể tương tác trên những cái hình ảnh 4D đó được. Ví dụ như bạn có thể vuốt qua để có thể xoay những cái hình ảnh nó lại với nhau, và nó phóng to, và ngay cả là những cái hình ảnh này còn có thể là phát ra tiếng động nữa. Ví dụ như bạn mở cái hình con khỉ lên đi, thì nó sẽ có hình ảnh của 4D của con khỉ, và có cả âm thanh của con khỉ khi kêu nữa. Thì khi mà con của bạn có sử dụng ứng dụng này thì nó sẽ được học rất là nhanh. Thứ nhất đó chính là tiếng Anh để gọi tên những con vật, động vật, những cái hoa quả trong bộ ứng dụng này. Thứ hai là con của bạn có thể là gì tương tác một cách là trực quan hơn, là con của bạn sẽ biết rằng con khỉ là sẽ như thế nào nè, con voi là sẽ như thế nào nè, hoặc là những cái con nào đó mà ở Việt Nam sẽ rất là khó thấy, ví dụ như con tê giác chẳng hạn. Cách đọc con bạn sẽ biết được tiếng Anh của từng loại động vật, từng loại hoa và từng loại trái cây. Bây giờ thì cho em hướng dẫn các bạn coi đi. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ở đây thì mình có hai cái mục chủ yếu là để làm cho kết hợp hai cái này lại. Một cái màn hình sẽ là một cái hình của chuối, một màn hình là hình của con khỉ. Thì hai kết một kết hai cái màn hình như vậy á, khi mà mình chiếu cái điện thoại có ứng dụng 4D này vào, thì các bạn sẽ thấy là con khỉ sẽ chạy qua bên cái chuối này và nó cầm cái chuối nó lột mang. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chiếu cái điện thoại vào nhé. Con khỉ đang chuối kìa. Đó, các bạn có thể thấy được. Thì con khỉ nó sẽ chạy qua chỗ cái vùng chuối và nó bẻ những cái chuối, nó ăn chuối luôn. Thì khi mà các bạn trẻ mà xem được cái này á, thì các bạn còn biết được là con khỉ sẽ rất là thích ăn chuối. Đây là hình cây con khỉ và đây là hình bông hoa. Thì bình thường mình sự kết hợp là con khỉ sẽ không bao giờ thích cái bông hoa, cho nên là ở trên ứng dụng này mình sẽ không thấy được con khỉ nó chạy qua bên cái bông hoa. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi con khỉ này thành hình con ong đi nha, để xem con ong nó có bay qua bên cái bông hoa này nó đậu hay không. Rồi mình đã tìm xong hình con ong, đây là hình bông hoa. Thì sau khi đó, bây giờ các bạn có thể nghe được tiếng ong nó bay là ve 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 vo vo đó. Rồi con ong nó đang bay ra cái bông hoa. Rồi khi mình mở cái ứng dụng nó lên trên điện thoại á, thì các bạn nghe được cái tiếng trên điện thoại đó đọc con ong là ki, có nghĩa là tiếng Anh tên gọi của con ong.
rồi với cái trường hợp mà kết hợp giữa hai cái màn hình như này thì mình thử tương tác trên cái màn hình điện thoại của mình xem có thể là phóng to thu nhỏ cái con vật này được không, rồi thì các bạn nó thấy được với kết hợp hai cái màn hình thì mình chỉ thấy là tương tác giữa hai cái hình với nhau thôi, không thể nào mà phóng to làm xoay được. Thì bây giờ mình sẽ tắt một cái hình của cái bông hoa, mình tương tác trên hình của con ong xem có được không nhé. Rồi bây giờ mình chỉ còn hình của con ong. Rồi bây giờ chỉ hình của con ong, bây giờ mình sẽ thử phóng to nhé, phóng to cái con ong ra xem được hay không. Xoay. Rồi tiếp theo mình sẽ xoay. Các bạn có thể thấy được là nếu đặt vật thì mình có thể xoay được để mình xem tất cả các góc của cái con ong này, rồi có thể phóng to ra để nhìn rõ hơn. Chị muốn coi con tê giác thì có không? Con tê giác hả? Có, để em tìm. Con tê giác thì hiện tại thì trên Google em sợ thì nó chưa có share hình của con tê giác, nên là chị xem thử hình con sư tử nha. truy cập một trang web, thì tại đây nó sẽ có rất là nhiều cái thẻ bài áp dụng dành cho từng nước,
Còn ngoài ra thì cái xuống đây nó sẽ có những cái bài thẻ bài thông dụng. Thứ nhất là những cái thẻ bài về những cái bộ phận cơ thể người đó. Thứ hai là những cái thẻ bài mà không gian cho bé học những cái gì đó là không gian ra ngoài vũ trụ. Cái thứ ba đó là cái này có thể là nghĩ là đây là những cái nhân vật hoạt hình đó. Và cái đây là những cái bài về những con khủng long. Mà và cuối cùng đó chính là những cái bài mà nãy giờ tụi mình cho các bạn thấy chính là những cái thẻ bài về những con vật. Ốc thông minh nó là 15 cái gì? Euro 15 euro. Nhưng mà có insulin. Cái này là insulin là sắp có đó các bạn. Nói chung là ứng dụng này vẫn còn đang cập nhật liên tục luôn. Và như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn về ứng dụng Animal 4D là một ứng dụng rất là thích hợp để chơi cùng bé và cho bé học hỏi thêm rất là nhiều. Và mong rằng các bạn sẽ có một cái trải nghiệm mới hơn với những bé trong nhà mình nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như các bạn thích có thể like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, mình mới phát hiện được thêm một cái ứng dụng khác, nhưng mà nó cũng nằm trong cái bộ chung với Animal 4D. Đó là cái ứng dụng có tên là Octaland này, các bạn thấy trên màn hình không? Octaland. Thì ứng dụng này nó cũng có tương tự, nhưng mà như là nó là chiếu những cái nhân vật hoạt hình tượng trưng cho một cái nghề nghiệp nào đó, giống như mình đang mở cái anh lính cứu hỏa nè, anh đang xịt cái bình xịt nè, các bạn thấy không? Đó. Quay anh lính cứu hỏa xem được. Wow, xịt luôn. Nè, thấy không? Đó. Thì nó cũng tương tự, mấy bạn có thể zoom vô zoom ra giống như hồi nãy mình zoom những cái con vật đó để mình mở cái một cái người khác cho mấy bạn xem. Đây là phi hành gia nè các bạn thấy không? Phi hành gia trong vũ trụ, đang mặc bộ đồ phi hành gia nè. Cho anh phi hành gia ngửa xuống thôi. Không, phi hành gia phải nằm vậy đó, không có ngửa được. Quá hay quá rồi. Nè, đến tiếp nè. Nhỏ thôi. Ảnh thực gia nè các bạn thấy không? Hello. Xin chào các bạn, mình là Phạm Yếu. Hôm nay mình sẽ đó miếng con thỏ ra đó, mấy bạn thấy không? Mình đã tải xong những cái ứng dụng mà anh Đạt và anh Hiếu vừa giới thiệu lúc nãy nè các bạn. Ở đây là mình có là Animal 4D nè, là để xem những cái nhân vật, những cái con động vật. Rồi Octaland 4D là để xem những cái nhân vật hoạt hình và những cái nghề nghiệp đó. Rồi cái Dinosaur 4D là để xem những con khủng long. Bên cạnh đó thì mình còn có Octagon Edu là để xem những cái mô hình mà không gian ngoài hành tinh gì đó. Bên cạnh đó thì mình còn có Humanoid 4D là để xem những cái cơ thể bộ phận trong cơ thể người. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video thiệt nha. Nếu các bạn thích video thì nhớ like để ủng hộ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn. Cả nhà yêu ơi, nếu yêu thích video của Bách Hơn Xanh thì hãy like, share, subscribe kênh và nhấp vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhé. Oh,